Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn Hoạt động của doanh nghiệp chắc chắn gắn liền và có quan hệ mật thiết với ngân hàng Để có thể đồng hành và hỗ trợ phần nào giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 1 trên 2020 trên TTNHNN quy định về việc tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới của virus Corona, COVID-19. Đối tượng áp dụng của thông tư này bao gồm: tổ chức tín dụng không bao gồm ngân hàng chính sách, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, chữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Miễn, giảm lãi, phí đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Việc miễn, giảm lãi, phí đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 5 thông tư 1 trên 2020 trên TTNHNN như sau, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng, trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp mà nghĩa vụ trả nợ gốc và trên hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và trên hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký cho doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 như vậy để có thể đề nghị hỗ trợ miễn, giảm lãi, phí doanh nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện. Doanh nghiệp đang có nghĩa vụ trả nợ gốc và trên hoặc lại đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể, từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký cho doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngoài quy định về việc miễn, giảm lãi, phí đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như trên, trong nội dung thông tư ưu đãi lãi suất ngân hàng cho COVID-19 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, còn đề cập đến việc hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và hoặc lại đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư 1 trên 2020 trên TTNHNN. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ này được thực hiện trong các trường hợp sau đây số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký. Số dư nợ đã quá hạn trừ trường hợp quy định tại điểm A khoản này, trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Chữ nguyên nhóm nợ đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thêm một nội dung khá đặc biệt nữa trong thông tư 1 trên 2020 trên TTNHNN chính là về vấn đề giữ nguyên nhóm nợ. Điều này giúp doanh nghiệp an tâm có thể tiếp tục cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh mà không cần lo lắng về việc có thể rơi vào nhóm nợ xấu. Cụ thể, tại quy định ở Điều 6 thông tư 1 trên 2020 trên TTNHNN, tổ chức tín dụng Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm cận nhất trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 đối với số dư nợ sau đây. Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại Điều 4 thông tư này. Số dư nợ được miễn, giảm lãi quy định tại Điều 5 thông tư này. Số dư nợ quy định ở hai điểm trên bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ miễn giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày liền kề sau 15 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Tất nhiên, doanh nghiệp muốn hưởng các ưu đãi hỗ trợ theo thông tư này cần phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chứng minh doanh nghiệp của mình đạt đủ điều kiện tương ứng theo quy định để có thể giúp doanh nghiệp có thể định hướng rõ hơn và nhanh chóng tiến hành thủ tục cần thiết để có thể hưởng ưu đãi lãi suất ngân hàng cho COVID và vượt qua giai đoạn này, Phan Lo Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ thông qua các phương thức liên hệ dưới đây. Bạn này, Phan Lo Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ thông qua các phương thức liên hệ dưới đây.